Kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay anh em mình sẽ tiếp tục thực hiện ghép đôi cho một chú U70 và một cô ở dưới miền Tây. Tới đây, liệu ngày hôm nay chú U70 có thể tìm hiểu cô và hợp đến với nhau đưa về được hay không? Thì xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút. Trước khi vào chương trình này cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời người lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay. Thay mặt anh em xin chào hai cô chú nhé. Rồi trước hết thì chú nhà trai giới thiệu cho mọi người, cô cũng như mọi người biết là mình tên gì và bao nhiêu tuổi rồi đến từ đâu. Nói gì tôi không biết nói. Không biết nói chú gì. Tên gì? Lưu Quốc Tài. Chú bao nhiêu tuổi rồi? 77 à 70 rồi. U70. Quốc Tài 70 tuổi. Rồi cô giới thiệu cho mọi người. Cô ở Cà Mau, Thái Bình. Cô 55 tuổi. Rồi. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Cô chú tìm hiểu nhau đi. Ui, nói gì đó. Hỏi gì? Anh gia đình anh được vợ đưa được thân của mình à? Vậy hả? Hồi đó giờ anh không có gia thì có gia đình rồi, bả mất rồi. Dạ, dạ anh không có con hả? Con hai đứa con trai. Dạ, dạ em thì ba đứa, đứa ra đại học xây dựng, đứa ra đại học sư phạm, còn đứa nhỏ thì đi học nghề. Và hai đứa có dài viên hết rồi. Dạ, hai đứa con em nó cũng có công an việc làm, còn đứa nhỏ nó đi làm. Dạ. Dạ. Rồi như vậy hả? Dạ, nó ở với cha đó. Dạ, như con em lớn nó đi làm hết rồi. Yeah. Nó muốn về đâu nó về. Dạ. Tôi ở một mình à, thì già đưa có dạ. Mình tôi ở. Tôi chuẩn của anh đã tìm người có đó yêu thương như thế nào anh? Chưa, tôi không biết. Rồi, bây giờ trước hết nè, chú nhìn cô này, chú thấy sao? Về, trước hết là vậy hả? Mình làm bạn chứ đi cái gì đâu. Ý là nhìn ngoại hình có thấy được không? Ừ. Thấy có người dân thường con bị thành lập gì, sanh trọng cũng còn tâu, nó thấy một cái chuyện nhưng mà thấy như vậy mình cũng mới dám nói gì hết đó. Giờ chủ yếu làm bạn chứ rồi dạ. Tính sao? Chứ giờ giờ mình nó có nói gì đâu, có biết đâu. Mới mới đầu tiên bên nhau mà đâu có hiểu biết gì. Cái gì để tìm hiểu gì mai muốn để điện thoại liên hệ nó nói chuyện được. Dạ. Như vậy đi, tôi không biết, tôi mới đầu tiên mình bên nhau mình không biết cái nói gì sao. Anh ở Sài Gòn hả anh? Ở Sài Gòn. Rồi hàng ngày mình mua bán mình làm gì hay là sao? Không có làm gì hết. Dạ. Dạ. Vậy ông có làm gì hết, nó ở nhà không? Ngày anh ở nhà với người với con mình, Úc hay gì? Với một mình. Dạ, người con anh đi làm gì ở đâu hay là sao? Nó không có gia đình, có viên, có nhà lầu, có nhà viên dạ, dạ, dạ. Hết. Có dạ. Mình tôi ở. Dạ. Vậy thôi. Tính tình chú có nhậu, hút thuốc gì không? Không. Vậy có nhậu à? Dạ không, em cũng không có nhậu, không hút thuốc gì hết. Tôi cũng vậy à? Dạ. Không có nhậu, không hút thuốc gì hết. Dạ, chỉ biết là... Biết nhậu. Làm công việc này công việc kia vậy đó, nào thích hợp thì mình làm. Chị thường xuyên ở nhà làm gì? Dạ, chứ em bằng em nhỏ kia em bằng chị em tổ được chứ tội. Sự phải chị vậy. Dạ kia bằng cô đi hoặc bằng em gì đi em dạ, cô ba dạ. Ban ngày làm gì? Dạ ở quê em thì em thợ may, nhưng mà bây giờ thợ may nó lỗi thời á anh, đồ đạc nó rẻ quá, đồ may mặc sẵn á. Bây giờ em đi nuôi trẻ sơ sinh. Dạ, tháng 8 triệu. Dạ. Nuôi dạ trẻ à? Dạ, em nuôi có một bé, một hả anh? Dạ. Vậy con em làm trên này nè. Đến nhà nuôi hả? Dạ, em nuôi ở nhà bạn em luôn. Mà con em làm trên này, em lên thăm nó rồi cái... Có việc làm em làm luôn, em không có về. Dạ. Bây giờ anh ở nhà Sài Gòn đó, giờ em có về theo anh được không? Đừng có biết anh hỏi rồi. Đi, anh hỏi đi. Em có biết về theo anh không? Đừng có biết đâu. Giờ hỏi đi.
Vì nào lãnh là em ba nhà anh chơi cũng được vậy có sao? Dạ bây giờ á, buổi đầu tiên thì anh cũng chưa biết em rõ hơn, em cũng chưa biết anh. Dạ. Và nếu như anh có cái cảm mến em thì mình cho số điện thoại liên lạc, rồi nếu mà thấy tâm đầu ý hợp á thì em không ngại đến nhà anh đâu. Dạ. Đến cho biết. Rồi. Dạ. Rồi. Cái dạ dạ em ra anh đi uống nổi rồi xa quá. Dạ dạ. Em á thì nếu như thích xa quá tôi không chịu rồi. Chịu dạ. Mà. Dạ xa nếu quá. Như mà anh thấy được á thì anh ở đâu thì em ở đó. Chứ à. Mình không có nói là xa rồi. Alo. Anh không biết gì mà đến B200 nói gì vậy chị? Alo. Tôi chụp bàn nè. Rồi rồi rồi. Cho mấy giờ nữa? Cái 5 giờ mấy giờ hả? Trời ơi. Nó chưa ăn cơm. Ăn cơm. Rồi con quan tâm dữ vậy. À. Rồi. Tại lại già của mình đâu có nấu đâu. Bây giờ cháu điện với nè. Không. Chú trả lời là. Bây giờ nè. Cháu không có ăn cơm nữa. Bây giờ nè nếu mà. Không có nấu cơm gì hết á. Thì con có đồng ý không? À. Nó làm bạn dưới đi rồi nói làm nếu nhiều. Nếu mà con lấy thì con đồng ý không? Không. Nó làm bạn dưới đi với vừa đồng ý. Không, không nói cái tầm ý vậy sao á, nếu anh lấy vợ á. Mà chưa báo giờ này mà chưa có tìm hiểu ai mà bao gì. Nếu như đồng ý thì con lấy con đồng chưa, ý. Chưa, không đồng ý gì á. Tại chưa có báo vô rồi mấy con biết. À. Vì ông chưa có tìm được cái người mà thật sự nếu như mà tìm được á thì con nó có đồng ý không? Ví dụ ông chưa biết rồi trời ai ai chưa à, chưa có hỏi sao? Chưa có hỏi đi quánh tủ đi chạy mấy thùng gì xin đâm ờ vậy tôi chưa có biết hỏi với nó tại vì tôi ít có nói chuyện với con thôi. Nếu như trường hợp mà chú mà muốn lấy vợ á thì con có đồng ý không? Mà chưa có hỏi đó nó. Thì chú theo chú nghĩ thì con đồng ý không? À, chắc nó cũng đồng ý mà tại. Nó đồng ý chứ mẹ nó mất rồi nó có đồng ý. Mẹ nó mất rồi. Đúng rồi, đâu có ai lo lắng cho ảnh à. Con nước giặt rồi. Dạ, đôi khi bệnh hoạn. Tôi không có nấu cơm gì hết đó. Tại ăn cơm ở nhà. Tại vì ở nhà con. Mẹ nó còn sống thì nó đồng ý. Ok, rồi con hỏi chú đi. Dạ. Nhà anh cái nhu cầu anh đó chọn cái người gối chăn còn lại quãng đời mình đó anh chọn người như thế nào? Chọn là cái gì? Tôi không biết nghe. Cũng như là cái mẫu người anh chọn để về mà bầu bạn với mình. Chưa chọn lại ai hết á. Dạ. Không, em muốn nói, em muốn hỏi cái ý anh chọn cái mẫu người như thế nào, như hiền lành hay là biết mua bán hay thí dụ vân vân, em muốn hỏi như vậy đó chứ. Em đâu có bắt buộc anh mà chọn người như thế nào. Tại chưa có chọn lại. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Tôi chọn này. Dạ. Khó quá. Ý là bây giờ chú lấy vợ về á là có cần một người phụ nữ biết buôn bán làm ăn không, hay là chỉ về sống với mình niềm vui tuổi già thôi? Chú chịu nó lo luôn cuộc sống của nó là cũng khỏe, mình khỏi lo nhiều. Nó vậy đó. Mình đâu có về lớn tuổi đâu có lờ đâu gì. Lo cũng làm ăn cũng được, không làm ăn cũng được. Đúng rồi, chú ý nó làm ăn được rồi còn khỏe chút xíu. Đấy chứ giờ mình lớn tuổi mình làm kiếm tiền đâu có. Bây giờ cũng giờ con nó cho hàng tháng trời tiền xài với mình thôi. Chứ giờ mình có tiền thu nhập gì đi liêu nè. Hồi trước bà còn trẻ, còn mình còn đi thu nghị viên đi làm á. Tôi đi tới Campuchia đi tới hai lần tôi thu nghị viên á, tôi làm thu nghị viên. Đúng là một đồng tiếng á. Đúng rồi, Campuchia đó nói tiếng gì tôi cũng biết nói. Rồi. Bây giờ thì cô nghĩ sao? Nó vậy thành ra tôi nói bây giờ hết khả năng rồi. Mà anh nói để tìm hiểu thì tìm hiểu chứ cô đâu có biết nói sao. Nghĩ là ví dụ mà lấy chú ấy về thì con chú ấy lo thì cũng một phần là đó thôi, còn mình vẫn phải đi làm thêm thì cô thấy nó có trở ngại không? À, cũng bình thường. Hay mà cũng đâu có ảnh hưởng được con.
thì cũng bình thường thôi. Con cho mấy chị ngủ hay chồng ăn uống đủ? Như ăn được hạ tiện là đủ, còn muốn sân dần cho là chắc nghĩ chắc mình coi thay thiếu vợ thôi. Ví dụ mà cô mà ít tuổi thì cô về cô mới đi làm được, cô Sài Gòn nhiều việc lắm thì nó cũng làm cái gì đó, xong rồi về buổi tối về nhà chú ở thì nói chung là nó cũng tâm sự cùng nhau. Nó không biết cô sao rồi cũng hiểu thì cô đồng ý thành cái định hướng đó, không hiểu. Cái đó để tìm hiểu sao đi con. À, cái gì này mà chú thấy cô này sao hả? À? Cô này làm bạn chứ đi có gì đâu, có nói gì. Thấy dễ thương hay không? À, nói từ giờ đâu mà tìm hiểu được. Mới quen nhau mà làm sao mà tìm hiểu cái tánh tình của ai. Bả rồi chưa biết, mình cũng chưa biết bả. Bây giờ bắt tay rồi, tao biết. Bây giờ tìm hiểu, biết thôi, rồi biết như vậy thôi. Chắc chắn luôn. Rồi bây giờ trời mưa rồi thì có lẽ là nó sẽ rất là ồn, nó sẽ không nghe được nữa. Nên là anh em sẽ tạm thời là kết thúc chương trình ở đây. Thì trước khi kết thúc thì cô chú sẽ tiếp tục tìm hiểu nhau nhé. Thì hôm nay đến với chương trình nhá, thì cô chú có đồng ý cho anh em ở đây sử dụng hình ảnh và video này để chia sẻ lên tất cả các nền tảng mạng xã hội và cam kết là không gỡ xuống, chú đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý ha? Rồi, đồng ý không? Đồng ý? Rồi, cô đồng ý không? Đồng ý rồi, cảm ơn cô chú. Thì mình sẽ tiếp tục tìm hiểu nhau nhé. Rồi chúc cho cô chú sớm tìm hiểu nhau và sớm có ngày cái kết quả sẽ thành công. Rồi trước khi kết thúc thì cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin chào. Rồi bye bye.